những thông tin chính yếu trong tin sáng 17 tháng 4. Trên thế giới, cuộc tấn công thất bại của Iran sẽ khiến Israel mạnh bạo hơn trong tương lai. Hạ viện Mỹ sẽ tách gói viện trợ Israel và Ukraine làm đôi. Đông Nam Á đón 100 triệu du khách năm 2023, tăng mạnh đầu năm 2024. Tâm điểm thế giới, kinh tế Trung Quốc tăng ấn tượng hơn dự đoán trong quý 1 2024. Trong nước, tuyến buýt nhanh BRT bị đánh giá thất bại, Hà Nội thay thế bằng tuyến đường sắt đô thị. Bộ Công an đề nghị tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ liên quan đến tập đoàn Thuận An. Chuyển động sáng nay, quý 2 năm 2024, vận tải biển tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Tất cả sẽ được cập nhật sau đây. Đà Nẵng vốn nổi tiếng với những bãi biển xinh đẹp, với bờ cát trải dài và mịn, làn nước trong xanh, đã có nhiều bãi biển được xếp vào danh sách những bãi biển đẹp nhất của thế giới. Nắm bắt thế mạnh này, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2024, diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Chọn chủ đề sóng mùa hè, chương trình sẽ có nhiều hoạt động nổi bật như thả diều nghệ thuật, không gian ẩm thực, trải nghiệm du lượn Sơn Trà và trải nghiệm du lượn có động cơ. Nổi bật chương trình năm nay còn có các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường rừng, biển, nhằm tuyên truyền nâng ý thức, trách nhiệm của cộng đồng người dân, du khách khi tham quan du lịch. Thưa quý vị, những hình ảnh thật đẹp của bãi biển Đà Nẵng cũng đã mở đầu cho chương trình Tin Sáng hôm nay. Xin được mến chúc quý vị sẽ có một ngày với thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin quốc tế. Iran đã quyết định trả đũa Israel bằng cách phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào. Gần như toàn bộ đều bị đánh chặn. Sau khi cuộc tấn công của Iran vào đêm 13 tháng 4 diễn ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Israel nên ăn mừng về chiến thắng này. Quân đội hai nước cùng một số đối tác đã đánh chặn thành công gần như toàn bộ tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Nhiều quả bị bắn hạ khi chưa kịp tiếp cận không phận Israel, một số quả tự rụng do trục trặc kỹ thuật. Nhiều ý kiến cho rằng cuộc tấn công thất bại đã phơi bày điểm yếu, đặc biệt là khả năng răn đe. Iran không còn nhiều phương án để trả đũa Israel, có thể khiến nhà nước Do Thái mạnh bạo hơn trong các hành động tiếp theo. Một phương án khác là khả năng sử dụng các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah để trả đũa Israel cũng có tính khả thi không cao. Từ khi xung đột ở Gaza bùng phát, Hezbollah đấu pháo qua lại với Israel hàng ngày, tuy nhiên chịu thiệt hại nặng nề. Với hàng trăm binh sĩ lẫn chỉ huy cấp cao bị UAV của Israel tiêu diệt, điều này khiến lãnh đạo tối cao của nhóm chưa thể tính đến khả năng mở rộng xung đột. Tuy nhiên, một số tiếng nói khác cho rằng, đòn trả đũa vừa rồi của Iran chỉ mang tính biểu tượng. Tehran sử dụng các tên lửa không phải hiện đại nhất. Họ cũng báo trước cho Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ khi tiến hành tấn công. Một cuộc tấn công khác với số lượng tên lửa nhiều hơn, hiện đại hơn và mang tính bất ngờ, chắc chắn mức độ thiệt hại cho đối phương sẽ cao hơn. Báo chí phương Tây cho biết Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson muốn tách gói viện trợ cho Israel và Ukraine làm đôi, thành hai gói viện trợ riêng lẻ cho mỗi nước, sau đó mang ra bỏ phiếu trong tuần này. Sau cuộc tấn công của Iran vào Israel, áp lực đè nặng lên Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson muốn thông qua gói hỗ trợ của Hoa Kỳ cho hai đồng minh. Nhằm giải tỏa các áp lực này, cộng với áp lực từ chính phe Cộng hòa ở Hạ viện, Chủ tịch Mike Johnson sẽ tách riêng gói viện trợ Israel khoảng 14 tỷ đô la Mỹ. Điều này giúp gói hỗ trợ quốc gia đồng minh Do Thái dễ dàng được thông qua. Với gói viện trợ Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ, theo một số nhà quan sát, không loại trừ khả năng sẽ có chỉnh sửa. Ví dụ, chuyển từ hình thức viện trợ sang cho vay. Nếu điều này là sự thật, áp lực cho Ukraine sẽ tăng thêm không nhỏ. Nền kinh tế nước này được dự báo khó trả được nợ trong tương lai gần những năm tới. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky khẳng định chuyển sang cho vay họ cũng chấp nhận do tình thế trên chiến trường hiện đang rất nguy cấp. Theo thống kê, lượng du khách đến Đông Nam Á cán mốc 100 triệu vào năm 2023, đạt tỷ lệ 70% so với mức trước COVID-19 vào năm 2019.
kinh tế ASEAN đang lấy lại thăng bằng sau đại dịch và với cơ sở hạ tầng giao thông được nâng cấp, nên các quốc gia khó khăn như Lào hay Campuchia cũng chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng. Nikkei Asia đã tổng hợp số liệu thống kê với 9 trên 10 quốc gia ASEAN, trừ Brunei. Dữ liệu cho thấy, tổng du khách đến Đông Nam Á năm 2023 nhiều gấp 2,3 lần so với năm 2022, nhưng thấp hơn 29,8% so với năm 2019. Thái Lan, nơi du lịch chiếm gần 1/5 tổng sản phẩm quốc nội trước COVID-19, thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài nhất với con số 28 triệu, gấp 2,5 lần năm 2022. Ngoài phục hồi kinh tế, hợp pháp hóa cần sa ở Thái Lan từ tháng 6 năm 2022 đã làm tăng số lượng khách du lịch đến vì chất gây nghiện này. Trong số 28 triệu khách thăm Thái Lan năm 2023, có khoảng 3,5 triệu người Trung Quốc. Nhiều người chọn Thái Lan vì khoảng cách tương đối gần. Sự tương đồng về con người và văn hóa cũng là điểm thu hút với du khách cả lần đầu lẫn quay lại. Từ khi chính phủ Trung Quốc dỡ bỏ biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vào đầu năm 2023 khi COVID-19 dịu bớt, du khách Trung Quốc đến các nước ASEAN không cần thị thực đã tăng mạnh. Tại Lào, đường sắt Lào-Trung khai trương tháng 12 năm 2021 đã đón 1,75 triệu hành khách năm 2023. Một điểm đến nổi tiếng là Luang Prabang, di sản thế giới được UNESCO công nhận của Lào, đã thu hút 780.000 khách từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Một quốc gia khác có sự tăng trưởng du lịch ấn tượng là Campuchia. Đất nước thân thiện với Trung Quốc này đã thu hút 5,45 triệu khách năm 2023, 10% số đó là người Trung Quốc. Mặc dù lượng khách Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm trước COVID-19, nhưng đã tăng 5,1 lần so với năm 2022. Campuchia khai trương một sân bay quốc tế ở Siem Reap, nơi có khu phức hợp đền Angkor Wat nổi tiếng, đã mang lại những làn gió mới. Theo một số dự đoán, du lịch ở ASEAN sẽ phục hồi hơn nữa vào năm 2024. Thái Lan đã đón 9,37 triệu khách du lịch từ nước ngoài từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan và Trung Quốc bắt đầu miễn thị thực cho nhau vào tháng 3 năm 2024. Du khách đến Philippines từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024 tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1,09 triệu. Tổng lượng khách đến Singapore trong tháng 1 năm 2024 đạt 1,44 triệu, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuần trước, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin triệu tập một cuộc họp để thảo luận về chương trình kích cầu. Ông mời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sethapput, nhưng quan chức này vắng mặt. Cuộc họp được theo dõi chặt chẽ không chỉ vì bất đồng giữa ông Srettha và Sethapput. Kể từ khi nền kinh tế chuyển sang giảm phát vào tháng 10 năm 2023, ông Srettha liên tục gây áp lực lên Ngân hàng Trung ương về việc giảm lãi suất. Ngày 8 tháng 4, ông thậm chí kêu gọi giảm mức cụ thể là 0,25%. Thủ tướng Srettha cam kết hỗ trợ số tiền trị giá 500 tỷ bạc, tương đương 13,6 tỷ đô la Mỹ cho người dân có thu nhập thấp, nhưng khoản hỗ trợ bị hoãn đến quý 4 năm 2024. Do đó, một số chuyên gia cho rằng các giảm lãi suất có thể hỗ trợ nền kinh tế trong lúc chờ nguồn tài chính xuất hiện. Thủ tướng Srettha lập luận rằng các giảm sẽ hạ chi phí đi vay cho doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng, mở rộng sức mua và tạo đòn bẩy cho thị trường chứng khoán Bangkok đang gặp khó khăn. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương đã bỏ qua sự chỉ trích tiếp tục giữ lãi suất chuẩn ở mức 2,5%. Điều này phù hợp với kỳ vọng của thị trường về khả năng lãi suất được giảm vào giữa năm. Thời gian qua, đồng bạc ổn định ở mức 36,3 đổi 1 USD, nhưng có thể xuống giá nếu Ngân hàng Trung ương chấp nhận cắt giảm lãi suất sớm. Ở Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela, giá trị nội tệ sụt giảm khi các ngân hàng Trung ương nhượng bộ trước ảnh hưởng chính trị, làm mất khả năng duy trì sự ổn định giá cả. Bà Pimnara Hirankasi, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Krungsri nói, khi các ngân hàng trung ương hoạt động độc lập, họ có thể tập trung vào việc đạt được nhiệm vụ một cách hiệu quả, cho phép đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích kinh tế, mà không bị can thiệp từ các chính trị gia có mục tiêu khác. Lãi suất ở Thái Lan đang ở mức cao nhất một thập kỷ, mặc dù các nền kinh tế châu Á khác, lãi suất đang ở mức gần đáy. Nhiều tiếng nói cho rằng có thể lãi suất của Thái Lan sẽ giảm vào giữa năm sau khi dữ liệu kinh tế quý 2 được công bố. Ở bên ngoài, nếu nước khác cắt giảm lãi suất, ví dụ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED sẽ ảnh hưởng tới giá trị đồng bạc. Đồng nội tệ của Thái Lan đã giảm hơn 6% giá trị từ đầu năm tới nay. Sự suy yếu của đồng bạc được dự đoán còn kéo dài do khả năng FED giảm lãi suất sẽ không sớm diễn ra.
Kinh tế Mỹ tăng trưởng tích cực và lạm phát cao hơn dự kiến. Đồng bạc hiện giao dịch ở mức 36,4 đổi 1 đô la Mỹ so với 34,36 đổi 1 đô la Mỹ thời điểm cuối năm 2023. Theo ngân hàng HSBC, kể cả khi FED bắt đầu nới lỏng chính sách, Ngân hàng Trung ương Thái Lan có thể chọn giữ ổn định lãi suất ở mức 2,5% trong thời gian còn lại của năm 2024 nếu nhận thấy lạm phát gia tăng và rủi ro tài chính liên quan đến nợ hộ gia đình của đất nước vẫn cao. Thái Lan đã trải qua 6 tháng lạm phát âm, nhưng giai đoạn này có thể đã kết thúc vào tháng 3 năm 2024 khi nhiều khoản trợ cấp điện và nhiên liệu của chính phủ hết hạn. Ngân hàng Trung ương dự báo lạm phát chung vào cuối năm 2024 sẽ ở mức 0,6%. Ngân hàng UOB dự đoán Thái Lan sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và tháng 8. Bên kia đại dương, FED bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 9 năm 2024. Thái Lan có khả năng cắt giảm sớm hơn FED vì động lực tăng trưởng khác nhau. Một nền kinh tế vẫn đang phát triển, còn nền kinh tế kia đang già hóa. Ngân hàng Trung ương kỳ vọng kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay. Triển vọng tăng trưởng yếu này đã gây thiệt hại cho thị trường chứng khoán. Dòng vốn chảy ra khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ kể từ đầu năm tới nay, làm suy yếu giá trị đồng bạc. Một số tiếng nói cho rằng đồng bạc yếu có thể là liều thuốc thích hợp cho nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch và xuất khẩu như Thái Lan, đặc biệt khi sự phục hồi du lịch chưa như mong đợi và nhu cầu từ bên ngoài đối với hàng xuất khẩu đi xuống. Cục Thống kê Trung Quốc hôm 16 tháng 4 cho biết, kinh tế nước này tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý đầu tiên năm 2024. Đây có thể mở đầu cho cả năm gặt hái kết quả tích cực. Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Shang Lai-yun cho biết trong một cuộc họp báo rằng, dù tăng trưởng ấn tượng, lĩnh vực bất động sản vẫn bi quan và đang trong quá trình điều chỉnh. Kinh tế quốc gia tiếp tục tăng trưởng và phục hồi, đây là sự khởi đầu tốt. Cụ thể, GDP quý 1 năm 2024 là khoảng 29,6 ngàn tỷ nhân dân tệ, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái và 1,6% so với quý trước đó. Chính phủ tiếp tục các nỗ lực ở cấp vĩ mô, nhấn mạnh đến tăng trưởng bền vững, tạo việc làm trong lúc tiếp tục chuyển đổi, tái cơ cấu theo hướng đưa nền kinh tế đi theo chiều sâu. Các chính sách đã phát huy tác dụng khi nhìn vào chỉ số việc làm, giá cả, sự tự tin của thị trường và tăng trưởng chất lượng. Chính phủ Trung Quốc đã công bố các biện pháp tài chính và tiền tệ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay sau khi tăng 5,2% vào năm 2023. Theo ông Shang, tổng sản phẩm quốc nội GDP đã tăng 5,3% trong quý 1 năm 2024. Mức tăng này vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích theo khảo sát của Reuters, khi dự báo con số chỉ là 4,6%. Tính theo quý, GDP quý 1 năm nay tăng 1,6% so với quý 4 năm 2023. Philippines là một trong những quốc gia giàu tài nguyên biển nhất thế giới, với khoảng 600 loại san hô bản địa và 2.000 loại cá. Nhưng nhiệt độ nước biển tăng cao và sự tàn phá của con người đang đẩy nhiều rạn san hô xung quanh quần đảo này đến chỗ chết héo. Tại một thị trấn nhỏ, một nhóm người đang nỗ lực để đảo ngược xu thế. Tại thị trấn ven biển Bawan, nơi từ lâu nổi tiếng nhờ những rạn san hô tuyệt đẹp, các nhà bảo tồn đang tạo ra những vườn ươm giúp thế hệ san hô tiếp theo có thể phát triển mạnh mẽ hơn trước. Cô Camila Sevilla đã điều hành một khu nghỉ dưỡng lặn ở thị trấn Bawan được 19 năm. Thời gian này, cô chứng kiến quần thể san hô phải chịu đựng nhiệt độ tăng cao, bão tố cũng như các mối đe dọa từ rác thải nhựa và đánh bắt cá bằng thuốc nổ. Để bảo vệ kỳ quan thiên nhiên mà sinh kế của cô phụ thuộc vào, Sevilla đã nghĩ ra cách trồng vườn ươm cho san hô bị hư hại hoặc đang chết dần. Cô mời những nhà bảo tồn có cùng chí hướng như Sam Su Quinn đến từ Singapore tham gia sáng kiến. Cùng nhau, nhóm nghiên cứu đến nay đã thu thập được 64 mảnh san hô đang chết dần cho vườn ươm. Hiện tại những gì họ đang làm là gắn các bộ xương san hô lại, ghép chúng với nhau để cùng phát triển và hồi sinh. Sevilla và nhóm của cô hy vọng một ngày nào đó sẽ đưa các thảm san hô mới tái sinh này ra đại dương. Nhưng xét đến tốc độ tăng trưởng của san hô chỉ 1 hoặc 2 cm mỗi năm thì quá trình có thể mất nhiều năm. Sevilla biết vườn ươm sẽ không giải quyết được khủng hoảng khí hậu, nhưng cô tin vào sức mạnh của những sáng kiến cấp cơ sở như thế này. Cô nói,
Mọi thứ tạo ra ảnh hưởng luôn bắt đầu từ việc nhỏ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng những nỗ lực nhỏ sẽ tạo nên sự khác biệt. Bởi vì tính tích tụ theo thời gian, tích tụ từ từ và là thứ có thể tồn tại lâu dài, đồng thời tác động đến mọi người. Năm 2020, nhiều khu vực ở Philippines hứng chịu hiện tượng tẩy trắng san hô hàng loạt, xảy ra khi nhiệt độ cao biến san hô thành màu trắng. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, các khu vực của Philippines có thể bị tẩy trắng nhiều hơn trong 3 tháng tới. Giới chức có thể tuyên bố đây là sự kiện tẩy trắng toàn cầu quy mô lớn lần thứ tư. Cô Shukin tin rằng dự án vườn ươm có thể giúp xác định những loài san hô có khả năng chống chọi tốt hơn với biến đổi khí hậu. Đôi khi, một số san hô bị tẩy trắng rồi phục hồi. Đây là những loài mạnh hơn bạn bè nên cần được nhân giống. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, tại buổi thông tin về các sự kiện xúc tiến du lịch thành phố Hồ Chí Minh quý 2 năm 2024, đại diện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới thành phố sẽ tổ chức lễ hội sông nước lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề Chuyến tàu huyền thoại, cùng nhiều hoạt động hấp dẫn. Được biết, lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6, với 22 hoạt động được tổ chức theo một chủ đề xuyên suốt, trải dài từ khu vực trung tâm đến các quận huyện trên địa bàn thành phố như Cảng Nhà Rồng, Khánh Hội, Công viên Bờ Sông Sài Gòn. Điểm nhấn của năm nay là chương trình nghệ thuật Chuyến tàu huyền thoại, tiếp nối câu chuyện Dòng sông kể chuyện năm 2023. Mục tiêu của lễ hội năm nay còn tăng cường kết nối với các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long để thúc đẩy du lịch, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm địa phương, tạo sự liên kết vùng và tăng tính liên kết cho lễ hội. Đồng thời phối hợp với các đơn vị lữ hành, đơn vị khai thác du lịch đường sông để tăng cường và phát triển các sản phẩm du lịch đường thủy và đường bộ trong thời điểm diễn ra lễ hội. Trong bối cảnh tuyến buýt nhanh BRT số 1 Kim Mã Yên Nghĩa đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ thay thế tuyến buýt này bằng tuyến đường sắt đô thị số 11. Được biết, tuyến BRT số 1 Kim Mã Yên Nghĩa được Hà Nội đưa vào hoạt động từ tháng 12 năm 2016 với tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng, có chiều dài hơn 14 km, sử dụng 55 xe buýt loại 80 chỗ với giá hơn 5 tỷ đồng một xe. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, sau nhiều năm vận hành, tuyến buýt nhanh chưa đáp ứng được kỳ vọng. Thậm chí có ý kiến cho rằng tuyến buýt này đang gây bất cập, lãng phí hạ tầng giao thông khi chuyên chở được ít nhưng chiếm nhiều diện tích đường. Do đó, thành phố đã nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, thay thế tuyến BRT hiện hữu bằng đường sắt đô thị. Bên cạnh đó, sẽ tập trung cao độ nguồn lực để hoàn thành 7 dự án đường vành đai, các trục đường hướng tâm kết nối vùng. Đồng thời, thành phố chuyển đổi các phương tiện xanh sạch, nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đến năm 2025-2026 lên khoảng 30%. Thưa quý vị, liên quan đến việc điều tra về sai phạm trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tập đoàn Thuận An TAG, mới đây Bộ Công an đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu mà doanh nghiệp thi công. Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan, cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số 3 thi công xây dựng dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Tránh Đông, thành phố Buôn Ma Thuột. Hồ sơ đề nghị bao gồm quá trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, dự toán xây dựng, hồ sơ mời thầu, quá trình đấu thầu, dự thầu, chấm thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quá trình triển khai dự án và gói thầu số 3. Ngoài ra, C03 cũng đề nghị cung cấp hồ sơ về ký kết, thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án và gói thầu số 3. Thưa quý vị, những ngày qua người dân xôn xao vụ ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh. Trước thông tin này, vừa qua Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết người này đã giải trình và nhận lỗi về những đề xuất của mình. Theo đó, qua buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân xã Bột Xuyên và xã Mỹ Thành với ông Lê Minh Hoàng, ông đã nhận lỗi về việc nói có khả năng cầu nguyện cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và cầu nguyện cho cây lúa bớt đổ ngã. Ông Hoàng đã nhận sai vì đưa ra thông tin không được kiểm chứng, không có cơ sở khoa học. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng xác định văn bản do ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành ký. Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành đã họp và yêu cầu ông Đinh Quang Thành, chủ nhiệm hợp tác xã, viết bản kiểm điểm. Ông Thành là đảng viên, cầm con dấu của hợp tác xã mà lại đi xác nhận những sự việc mang tính chất mê tín dị đoan là không được.
Trước đó, ngày 14 tháng 4, ông Lê Minh Hoàng cho biết ông vừa đặt xong vé máy bay để sáng 15 tháng 4 bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh nhằm cầu mưa giúp bà con thành phố Hồ Chí Minh thoát cảnh oi bức sau nhiều ngày nắng nóng 38 đến 40 độ C. Vừa qua, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam VIMC đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của thị trường vận tải biển trong năm nay, cũng như đề ra những giải pháp để tăng sức cạnh tranh hạ tầng logistics trong tương lai. Quý vị đang theo dõi Chuyển động sáng nay. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy giảm, lạm phát duy trì ở mức cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị, thị trường vận tải container chứng kiến sự suy giảm mạnh trong năm 2023, có thời gian giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Nguyễn Cảnh Tỉnh, Tổng Giám đốc VIMC cho biết, hệ thống cảng biển của VIMC cũng chịu nhiều áp lực khi các cảng biển tư nhân liên tục ra đời với sự linh hoạt cao trong chính sách giá, có lợi thế tuyệt đối trong công tác phát triển thị trường, tiếp thị khách hàng. Đến nay, dù đã bước sang quý 2 năm 2024, lãnh đạo VIMC dự báo thị trường vận tải biển tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Đối diện tình trạng này, đơn vị sẽ ưu tiên nguồn lực cho các dự án đầu tư trọng điểm và chú trọng tái cơ cấu triệt để các đơn vị thành viên nhằm bảo đảm vượt sóng gió trên hải trình. Cũng trong giai đoạn này, VIMC sẽ thực hiện thanh lý 24 tàu với tổng trọng tải khoảng 617.000 tấn, đầu tư 4 tàu container từ 1.700 đến 2.200 teu và 8 tàu hàng khô trọng tải đến 60.000 tấn. Quý vị thân mến, đằng sau tôi đây chính là bà Tôn Nữ Ánh Tuyết, chủ tiệm hương và bán đồ lưu niệm ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người ta gọi bà Tuyết là mẹ, phần do bà xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc. Phần khác là cách gọi dành cho một người phụ nữ lớn tuổi khả kính, gần gũi và có tấm lòng nhân ái đến cộng đồng. Bà chính là nhân vật mà chúng tôi muốn chia sẻ trong chuyên mục Chuyện Tốt sáng nay. Đến làng Hương Thủy Xuân, không ai không biết bà Tôn Nữ Ánh Tuyết. Vì tuổi cao sức yếu nhưng bà Tuyết luôn đồng cảm với những cánh đời nghèo khổ, bất hạnh. Nhất là trẻ em nghèo, không may mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Suốt hàng chục năm qua, đều đặn mỗi tháng, bà Tuyết đều dùng số tiền dành dụm kiếm được từ việc bán hương để mua bánh, sữa, tặng bệnh nhi mắc bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Những việc làm của bà Tuyết tuy nhỏ bé như lời bà vẫn hay chia sẻ, nhưng đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tình yêu thương giữa con người với con người. Hạnh phúc hơn nhờ những việc làm đó, tình yêu thương đã được san sẻ, sự đồng cảm được nhân lên để xoa dịu nỗi đau của những con người yếu thế, những đứa trẻ bất hạnh giữa dòng đời này. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin sáng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.